chào cả nhà đã đến với kênh YouTube chuyên bón nông trang của em. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà cái cây bông rang màu tím sen, lá nhỏ một cốt, cao 7 tấc, thoát thân lên 2 tấc rưỡi và tán ngang là 5 tấc. Hiện tại cây đang ra hoa và có nụ rất là đều tán. Màu tím sen thì hiện tại đang rất là thịnh hành và được yêu thích ở trên thị trường hiện nay. Khách hàng đang săn tìm màu tím sen rất là nhiều, kể cả lá trung, lá nhỏ và lá lớn. Thì hiện tại em đang sở hữu cái cây bông rang một cốt, lá nhỏ. Cả nhà ai yêu thích thì hãy để lại comment bên dưới giúp em, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600, và đó cũng là số Zalo của em. Số Zalo của em tên là Trang Đồng Tháp. Rồi em xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Và cả nhà đừng quên ủng hộ em bằng cách là like video. Và ai lần đầu đến với kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ở góc phải ở dưới cái video, và bấm vào cái chuông để mỗi khi kênh của em có video mới là sẽ thông báo đến cả nhà, hoàn toàn là miễn phí. Rồi em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà luôn vui vẻ,